Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Đợt này máy hút ẩm với lọc khí về rất là nhiều, toàn máy đặt. Em tranh thủ lên sóng rất là nhiều để phục vụ các bác ạ. Số lượng hàng em bán đi cũng khá là nhanh, là nhiều. Chứ các bác nào đang có nhu cầu mua thì các bác cứ liên hệ nhé. Con này là em để số 6, một con hút ẩm của hãng Mitsubishi. Riêng đã nói về Mitsubishi mà cái dòng mít cột có màn hình này thì nó đã đứng đầu rồi, nhất là điện 220V các bác nhé. Điện 220V thì càng hiếm luôn. Sản xuất tại Nhật. Đấy. Sản xuất cho các nước khác nhưng mà sản xuất tại Nhật luôn. Một tiêu chuẩn Nhật sản xuất điện 220V, giao diện tiếng Anh, xuất đi toàn thế giới. Đấy. Một con máy rất được ưa chuộng. Con này công suất hút của nó là 16 lít một ngày ạ. 16 lít một ngày thôi nhé. Đấy. Sản xuất tại Nhật Bản, công suất 275W. Rất là tiết kiệm điện. Đấy. Hàng Nhật thì rất là chất rồi, không có gì phải bàn cãi nhiều. Hình thức thì còn khá là đẹp. Dòng hút Nhật của hút ẩm của Nhật này thì toàn bộ trong lốc, toàn lốc xịn các bạn. Ống đồng 100% luôn, chứ không có chuyện ống nhôm như là các bác mua các cái dòng máy hàng liên doanh các thứ đâu. Bọn này toàn bộ nha các bác nhé, tất cả đều cam kết 100% ống đồng hết. Con này thì các cái chế độ sấy quần áo hút ẩm đầy đủ. Có thể cài đặt độ ẩm theo ý coi nhé. Các bác có thể cài đặt độ ẩm bao nhiêu phần trăm tùy theo ý ở đây. Đấy. Mình muốn hút số bao nhiêu thì sẽ có mức mặc định từ 50 cho đến 70. Có hẹn giờ này. Đảo cánh gió. Đấy. Chế độ đảo cánh gió các thứ các kiểu luôn. Khóa trẻ em này. Giữ 3 giây khóa các chế độ hút khác nhau. Đấy. Con này thì em đã test nước nôi đầy đủ rồi. Hút rất là khỏe luôn. Một con máy cũng không có gì để chê. Con này nó hút gió mặt trước, đâm ra nó để, các bạn có thể để cái mặt này nó sát tường được, nó cũng khá là gọn. Máy thì rất là mỏng, chưa đến một găng tay. Chiều này thì 40 phân. Con này thì bên em đang bán là 4 triệu tiêu phí vận chuyển. Máy điện 220V này rất tiện, các bạn nào lấy các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.